Hello, hello em. Để coi thử. Sao nó bị tối rồi. Nghe được không rồi? Anh lấy cái đèn này đi. Chưa em ơi, hôm nay anh thức anh làm YouTube anh thu âm cho bữa giờ anh chưa có thu âm á, tại vì kiếm ra cái hộp sức giảm đau cái miệng á anh thu âm, tại cái phim ngắn anh làm á 40 mấy phút, cái ngắn ngắn anh thu âm nổi, bữa giờ anh đau miệng anh không có làm nổi á, bây giờ phải ráng qua tháng rồi. Sức cái này nè, nó bớt đau cái miệng. Cho nên là uống cà phê lại rồi anh thu âm YouTube. Mấy em có đi chơi Halloween không? Halloween giờ không có, không có hóa trang gì hết. Không có chơi gì hết, buồn ghê. Cho nên giờ tính hóa trang cho chơi cho vui. Mà không biết làm gì. Anh bị gì đó, anh bị đau cái miệng đó. Cái miệng anh bị đau nhiều chỗ. Hóa trang, bây giờ mình hóa trang cái gì cho vui ta? Để anh coi thử cái mặt. Hồi giờ chưa có, mua cái máy hộp phấn mà chưa bao giờ xài. Hóa trang cái gì vậy? Mọi người có đi chơi Halloween không? Bây giờ hóa trang. Hóa trang thành gì đây? Không biết nữa, làm cho vui. Xả stress. Buồn. Cái này là gì này? Hồi giờ mua bằng cái xài, mọi người đâu có xài phấn đâu. Có nhiều người ta thích xài phấn lắm á. Thơm ghê á. Cái này nữa, cái này trắng rồi, cái này nó nâu. Mấy em mà có đi chơi Halloween không? Có hóa trang thành cái gì không? Trời, mình chờ ở nhà một mình.
này thì nó trắng còn mấy cái kia nữa màu vẫn nó sao giờ này thì thoa phấn là mình livestream cho vui nè bạn ơi, tại vì hôm nay là Halloween phải không? Cảm ơn Thi Thi tặng anh một bông hồng đầu tiên nha. Cảm ơn Phương Anh nha em. Vui vẻ sống tích cực nha. Tùy lúc bạn ơi. Giờ con quỷ kia nó vô nó bom hàng á. Mà đang người đang đau nữa. Nên mình thấy lòng người nó ghê quá chứ. Thế là người nó đang đau nên mình suy nghĩ mình chịu không nổi á bạn, chứ ai đâu mà muốn vậy. Không biết hóa trang thành gì hả, để anh lấy cái tóc nhẹ đó đội thành cô gái Nhật Bản ấy hả, cho vui. Nón thăm ai lầy, nón thăm ai lầy là gì ạ? Thôi không hiểu. Nón thăm một con, hôm nay là Halloween. Nó lắc thì không còn hai đầu tóc lên Halloween, chơi Halloween này chứ đâu biết khi nào còn sống đâu. Có nhiều giờ chơi vui. Khó chạy mấy. Nói cái gì vậy? Hiểu cái gì? Giờ mà hỏi mình muốn về Việt Nam mình chết sức khỏe với là mình mệt đó, với là mình bị nhiều chuyện ấy là mình cũng không có nói mấy cái lý do ra mà người ta chửi mình là có chơi có chịu á, mà mình cũng đâu có nói lý do đâu. Giờ bạn vô bạn hỏi rồi người ta
nói mình mà nói ấy nữa, cho nên là mình cũng không có. Giờ tới giờ của ta rồi. Không phải, ý là gặp chuyện, hiểu không? Nhưng mà mình hồi xưa là mình có tiền, mình đi mua cái thuốc mình uống á, xong rồi gặp chuyện buồn á. Mà thiệt ra mình cũng đi hỏi, mình bị ấy nhiều lần á, xong rồi mình có đi hỏi cái thuốc để uống á, mà ông bác sĩ cũng nói mình hay lo, cho nên mới tức. Đó, bà vô bà hỏi thấy chưa, là tôi nghi rồi, là tôi nghi là vô phá tôi rồi. Cái mặt này mà hai, cái mặt này chưa đủ hai sao mà hai hai rồi ai đỡ má, vô hỏi mấy cái câu xong rồi xin lỗi. Tự xui đâu có ai xui đâu. Halloween mọi người làm cái gì vậy? Cái bút nó hết mực luôn rồi. Em kể con đều á, em kể nhưng mà còn đều gì nữa, làm ma làm quỷ mà đều chị ơi. Trời ơi, người nó đau lắm, giờ là chỉ có chờ ấy thôi chứ. Kẽ cái răng nữa, cái lông mày sao giờ người ta hay kẻ vuông quá không?
Đẹp không? Đồ đẹp vậy. Cái này là mặc đồ gì ta? Phải một rồi nữa. Lát nữa tẩy trang đường này nha. Vậy là đẹp rồi thôi. Nó còn vẽ thêm nữa mọi người ha. Để làm cái clip biển anh. Thank you.